Anh Điệp và MK đến từ Quảng Ninh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách sử dụng Vim. Nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng Vim trên trình duyệt web. Chúng ta sẽ sử dụng Vim để chúng ta duyệt web. Như các bạn đã biết thì Vim là một trong những cái text editor nó rất là hiệu quả trong việc chuyển đổi giữa normal mode, insert mode và command mode. Đồng thời nó cung cấp cho chúng ta các cái navigation key như HZKL hoặc là các cái operator giúp các bạn tay các bạn luôn luôn để trên bàn phím thay vì chúng ta phải với ra chuột đó. Thì đương nhiên Vim nó đã tạo cảm hứng cho rất nhiều các cái phần mềm khác nhau, trong đó thì có những cái phần mềm đó người ta gọi là Vim Lite, có rất nhiều các phần mềm, các cái trình duyệt web. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp cái Vim vào trong cái Google Chrome này để mà lướt web đó. Ví dụ như bây giờ mình đang vào google.com mà mình muốn search một cái gì đó thì mình sẽ đấy, các bạn thấy là mình sẽ muốn search một cái gì đó, ví dụ mình search cho 24h.com.vn. Bây giờ mình muốn kích vào cái kết quả kia thì mình kích rất là nhanh đó, mình muốn di chuyển lên, di chuyển xuống, di chuyển lên, scroll up, scroll down, lên top, xuống dưới đó. Các bạn thấy là mình hoàn toàn không phải dùng chuột. Mình muốn kích vào cái bài cháo sơn ngô kia, mình ấn như này rất là nhanh. Mình muốn kích vào cái ảnh, mình ấn K đó. Bây giờ mình muốn đóng cái ảnh này lại, mình ấn S rất là nhanh. Bây giờ mình muốn view cái ảnh này, mình ấn S, mình đóng lại cái ảnh này lại. Các bạn thấy là mình duyệt web mà hầu hết mình dùng phím nên nó rất là nhanh. Ok, vậy thì làm sao để chúng ta làm điều này trên Google Chrome? Thì để làm điều này trên Google Chrome thì các bạn vào Google Chrome Extension và cài cho mình một cái gọi là Vimium C. Vimium C. Các bạn vào trong cái gọi là chrome.google.com ấy. Đấy là cái Chrome Web Store. Các bạn bấm vào Extension, các bạn bấm Vimium. Vim nằm trong những phần text editor tốt và nó tạo ra một cái cảm hứng cho hẳn một cái hệ sinh thái mà người ta chuyên viết các phần mềm. Và trong trong cái các phần mềm đấy thì nó sẽ sử dụng các cái navigation key như HZKL, WQ các kiểu luôn đó. Thì các bạn thấy là rất nhiều các phần mềm, rất nhiều các cái extension, thì mình prefer các bạn là sử dụng cái extension là Vimium C. Trước thì mình cũng cài mấy cái thằng này đấy, dùng cũng ok, các bạn cứ dùng xong các bạn tích lũy đi, nhưng mà nhìn chung là nó bắt chước nhau trong cái việc là sử dụng thôi. Đấy, cũng là gz scroll to top này, shift z là scroll to bottom, d là down, u là up, f là open the link in current tab, còn là f là open a link in new tab, a là reload. Tức là thường thường các bạn phải bấm bấm F5, bạn phải với tay lên rất là cao. Đây là phím của mình chỉ có hàng phím số thôi, nhưng bạn có một hàng nữa trên đây này nó sẽ rất là cao. Đây ví dụ như là mình sẽ để mua một cái phím này, một cái phím TKL Ten Keyless đó, thì nó to hơn cái phím các bạn phải dí tay lên đây, các bạn ấn vào cái phím F5 thì như thế là các bạn sẽ mất cái khoảng cách, cái tức là tay của bạn nó để ở hàng Home Row Key này, cái hàng mà ASDF hoặc là HZKL nó sẽ là tiện nhất, nó sẽ là tiện nhất. Thay vì các bạn là với lên cái F5 thì cái khoảng cách nó hơi xa, hoặc là nhiều bạn có thói quen là click chuột phải, nhưng mà như thế dùng chuột nó mất thao tác ra đó. Thì các bạn có thể reload bằng cách là bấm phím A trên bàn phím, thậm chí là có thể view back xuống nhiều cái lắm, hoặc là copy link in copy link bằng nhanh nhanh cũng rất là nhanh. Đấy, các bạn thấy là copy đấy, copy xong mình vào đây mình paste kiểu kiểu như vậy. Các bạn cài đặt nhé, sau khi cài đặt xong thì các bạn mở bất kỳ một trang web ra và kích vào đây, các bạn thấy nó xanh xanh, nó như có biểu tượng này là ok rồi. Rồi. Đấy, thế thế thì cách dùng cơ bản thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn bấm Z để scroll down. K để scroll up, K stand for kick. Kick tức là bạn đá lên thì nó sẽ up. J là jump, jump là luôn luôn rơi xuống. Mình sẽ phóng to lên nhé. Đó. Để chuyển tab thì làm như nào? Bạn ấn GT
Các bạn chú ý là GT khi mà sang tab này không thể di chuyển được, bởi vì tại sao? Bởi vì hiện tại mình đang chưa load được một cái web nào cả. Các bạn phải load được web này, cái extension này mới có khả dụng, thì lúc đấy mình mới navigation được. Ví dụ bây giờ mình có thể navigation ngược lại bằng là G Shift T GT G Shift T đấy để back lại. Các bạn chú ý là các bạn phải mở full các trang web này nhé. Ví dụ bây giờ mình mở một cái nữa gọi là kênh 14.com đi, đúng không? Kênh 14.com .vn thì phải. Mình không hay vào sang đấy. Dân trí đi, dân trí.vn đi. Một trang nữa là vnxs, các bạn thấy không? Để mở một tab mới nhé. Để đóng tab hiện tại các bạn bấm phím X. Để mở một tab mới các bạn ấn phím T. Kênh 14.vn. Đó, sau đó tiếp tục mình lại mở thêm một cái nữa là mình bấm phím T và mình sẽ vnxpress.vn. Đó. Mình muốn nhảy về tab thứ nhất các bạn bấm 1GT, nhảy tab thứ hai 2GT. Đấy, GT GT GT. GT GT hoa tức là G Shift T thì bay ngược lại. 1GT 1GT xin lỗi các bạn, đó là đi một tab, đây đi hai tab. 2GT đó thì đi hai tab. Đó. Ví dụ muốn quay lại 3 tab. 3GT hoa đó thì là 3 tab. Đó, 4GT thường. Đấy, thì các bạn nhìn này, các bạn đánh mắt các bạn đoán là các bạn biết ngay. Không thích đọc trang này thì ấn X để close. Muốn copy đường link của trang này thì ấn nhanh nhanh, ấn hai lần nút quay quay y y trên bàn phím thì các bạn sẽ thấy. Đó, sau đó mình vào đây mình paste. Các bạn muốn click cái gì? Các bạn ấn AC. Click. Bây giờ mình muốn search thì sao? Search thì đơn giản thôi, các bạn dùng cái phím xuộc trên bàn phím. Sau khi sử dụng phím xuộc thì các bạn nhìn thấy ở góc màn hình này nó có một cái ô search. Cái ô search là hơi nhỏ. Nhiều các bạn hay giữ cái thói quen là sử dụng cái phím Ctrl F. Nhưng mà bây giờ mình luyện được cái thói quen đó là mình sử dụng phím xuộc rồi. Ví dụ Hà Nội. Máy mình đang tắt cái tiếng Việt. Để mình bật cái tiếng Việt lên nhé. Đấy các bạn thấy không? Thì nó bôi vào và mình sẽ sử dụng cái phím N này để các bạn next. Muốn back lại thì các bạn giữ shift và các bạn ấn vào phím N để là tạo ra N hoa. Đó. Bây giờ mình sẽ gọi là xịn đi. Ở đây nó ghi là Hà Nội xịn. Đấy, thì có một từ. Hoặc là từ star đi. Star không có từ nào. Đấy, star S viết hoa thì có một từ. Ví dụ từ Tràng Tiền. Wow. Viết sai trên cạnh. Tràng Tiền. Cái chữ tiền, chữ T viết hoa. Đó, có một từ. Mình search cái từ phố đi. Đấy, từ phố thì có mấy từ. Đấy. Đó. Khi mà các bạn bấm dây vào cây thì nó tốc độ khá là chậm. Muốn tăng tốc độ chúng ta làm như nào? Các bạn sử dụng U, U và D. D là down, stand for down. U là stand for up. Nhưng mà khi mà down và up ấy thì nó scroll nó tốc độ nhanh hơn. Khi mà các bạn đang ở giữa trang mà các bạn muốn lên đầu trang ngay, các bạn bấm GG. Các bạn bấm Shift G thì các bạn sẽ đến cuối trang. Muốn click và ở trang hiện tại thì các bạn ấn phím F. Nó sẽ hiển thị ra các cái label. Các bạn ấn FM. Đó. Nếu các bạn muốn mở tab mới hay sao, bấm Shift F và các bạn bấm vào một cái, ví dụ mình sẽ bấm vào cái mục đời sống là SG rồi. Đó, thì các bạn thấy là nó đã mở sang tab mới. Mình sang cái tab mới đấy. Đó, là 2. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng phím bên để search những cái thứ trong bookmark. Đây, ví dụ như là đây là các cái dữ liệu bookmark của mình. DynamoDB đấy, các bạn thấy. Muốn các bạn đang search này, các bạn không muốn nó đóng lại, các bạn bấm phím Escape để thoát ra. Mình thì đang mắc phím Escape và phím Caps Lock lên, là khi bấm Caps Lock thì nó cũng là Escape luôn. Ví dụ bây giờ mình muốn tìm kiếm gì đó hay sao, mình ấn F DS này. Sơn Tùng.
SC và easy. Đó. Ví dụ các bạn đang sửa text nhé, các bạn muốn thoát khỏi ô text, tức là mình muốn cái không focus vào thì mình làm như nào? Các bạn bấm phím Escape thì nó sẽ không focus được nữa. Các bạn ấn phím F, ấn phím M, như vậy là các bạn sẽ tìm kiếm được F, SG, chị Công Sơn. Bình thường là mình ấn Enter là các cái trang web nó thiết kế tốt thì nó sẽ nhận luôn sự kiện của phím Enter và nó thực hiện search. Nhưng mà một vài web tồi thì nó bắt bạn là phải kích vào cái kính nút này. Đấy. Thế các bạn thấy mình nhanh không ạ? Không cần phải sử dụng chuột đi luôn. Cực kỳ nhanh. AD Zone F P. Đấy, mở thành ra mới luôn. Và các bạn chú ý là web nó phải load xong. Nếu các bạn mở một cái tab như này nó không di chuyển được vào đâu. Đây mà mình mở hai tab không mở cái trang web nào nhé. Thì các bạn thấy là bấm GT nó vô dụng à? Bấm GT vô dụng bởi vì sao? Cái proxy nó chưa load. Nhưng khi mình vào cái website này này thì cái plugin nó load rồi thì nó mới nhảy được. Bởi vì theo nguyên tắc của nó hoạt động đó là khi mà chúng ta load một cái đường dẫn trang web này ấy, thì nó sẽ load cái plugin này ra. Thế thành ra lúc đó mình mới sử dụng được. Đó là những cái cách sử dụng khá cơ bản về cái Vimium này. Thì các bạn có thể tìm hiểu trên cái trang GitHub của nó có trang github.com. Vim thì thực ra cũng là một loại nước tẩy rửa. Các mình nhớ không nhầm thì đâu đó nó sẽ liệt kê một cái trang GitHub ở đây. Đấy, các bạn cũng phải tạo cái thói quen gọi là bỏ chuột. Nhiều khi mình cứ tiện nên thành ra mình cứ sử dụng chuột đây. Đây, nó có cái source code này. Thực ra những cái source code này người ta fork ra rất là nhiều và nó tạo ra các cái phiên bản khác nhau. Nên chưa chắc các bạn đã tìm ra được cái Vimium gì đâu. Nhưng mà hầu hết cái code nó đều kiểu na ná nhau. Đấy, ví dụ như các bạn thấy là nếu như chúng ta tìm kiếm thì chúng ta sẽ sử dụng cái dấu đó là dấu xuộc nhảy đến kết quả tiếp theo thì ấn phím L N nhảy back lại thì dùng N hoa có bookmark chẳng hạn. Đây các shortcut key khá là đầy đủ, go back in history chẳng hạn. Đó, các bạn thấy không, khi các bạn bấm phím H này thì các bạn sẽ go back, ấn phím L các bạn sẽ go next. Đó, tức là các bạn di chuyển trong cái lịch sử của nó cũng rất nhanh, nó bắt chước nhau hết mà. SK này, để mình xem cái plugin này nó sẽ tên là gì nhá, có phải là Vimium C không? Như vậy là cái này nó không phải Vimium này, tức là những cái thằng này thực ra nó đều cái nguồn, theo mình nhớ không nhầm là cái, tức là tất cả những cái code này thì nó đều từ cái thằng Vimium C ra. Đấy lý do tại sao mà mình chỉ có cái thằng Vimium C thôi. Đấy, lý do tại sao mình chỉ có cái thằng Vimium C thôi, bởi vì nó là thằng gốc ban đầu. Còn những cái thằng repo sau ra thì nó đều chép, nó có vẻ như nó đều chép ra từ cái Vimium C source code này. Cơ chế của nó đều giống nhau hết. Đây, bạn muốn reload một page á thì bạn bấm phím A này thì sẽ reload cho bạn. Có nhiều cái mình không dùng, ví dụ cái ô này là open page à, history and child đúng không, history ví dụ bây giờ Facebook đi chẳng hạn, ngày hôm nay vào khá nhiều Facebook đi chẳng hạn. Có một cái dở của cái này đó là khi các bạn search các bạn sử phím mũi tên, mình ghét phím mũi tên cực kỳ vì sắp tới mình chuyển sang cái phím mà nó không có mũi tên, thế thành ra mà không dùng HTML cái ô search này thì cũng hơi khó.
đó, làm video lại biết được thêm một cái nữa gọi là cái open này. Cái B này ít dùng lắm, cái B là bookmark nên đôi khi mình cũng khá là ít dùng. Cái O này cũng vậy, chủ yếu là dùng J, K rồi là cái F này rất là nhiều để click vào những cái link clickable, hoặc là cái H này các bạn này. Cái H này cũng rất là lợi hại, các bạn có thể sử dụng H và L để lấy cửa back trong cái lịch sử của mình. Nhưng mà nỡ các bạn back ra ngoài cái trang đầu tiên này thì thôi, bắn muối luôn, là mình lại phải sử dụng chuột. Đây Vimium C. Các bạn thấy không, toàn là tiếng Trung ra. Cái repo mà mình cho rằng nó là gốc ạ, thì nó chỉ có đâu đó 1,5k star mà thôi, toàn tiếng Trung thôi. Còn cái repo mà mình cho rằng là không phải là gốc ạ, thì các bạn nhìn thấy không, nó tận 1,18k, nó hơn đến 18 lần luôn đấy. Mà thực ra các bạn cái này được, nó toàn ăn lá nhau mà. Còn cái gì hay để share cho mọi người tiếp không? Đúng rồi, những cái ví dụ như là cái X này thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ như các bạn sẽ sử dụng là X hoa thì mình sẽ restore được pay, tức là một cái pay mà mình đóng rồi mình sẽ sử dụng X hoa thì nó sẽ restore được pay. Mình muốn đóng lại thì mình ấn X, 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 X. Đó. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là khi mà các bạn nhảy vào những cái trang mà cái trang chưa load một cái đường web, trang web nào thì nó sẽ không thể đóng được. Sử dụng Vimium C ngớt Facebook cũng khá là hay. Ví dụ đơn giản mình muốn đăng một status mới thì mình sẽ ấn F, GE, đấy, Hello World kiểu như này, ấn F, ấn H để đăng. Đó. Ví dụ như mình muốn click vào cái ảnh này, mình ấn W, F, D, đó, F. Các bạn chú ý là đôi khi nó có những cái nhược điểm nhé. Ví dụ các bạn có thể thấy đó là cái này nó hoàn toàn có thể lệch hoặc có bắt cái ảnh này. Nhưng mà khi các bạn ấn F thì các bạn thấy là nó không hề có những cái nó không hề gắn cái nhãn này vào đây, chứng tỏ nó vẫn cứ đang có cái nhược điểm. Và ví dụ bạn muốn bấm một nút thích để E đó, cứ ấn F mà thôi. F SP để xác nhận kết bạn. F JA. Đó. Đó, Scone. Scone này cũng khá thông minh đó. F DE. F D kiểu kiểu vậy. Các bạn muốn search thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào DES. Escape. Đó. F W S. Đó, clip luôn. Hoặc là G0 đi chẳng hạn, G0. G0 thì first tab, G đô la thì đến tab cuối, G0, GT, 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 back lại thì GT hoa. Các bạn hoàn toàn cũng có thể là sử dụng cái Visual Mode. Visual Mode thì là gì? Là cái V đó. Các bạn ấn Shift V. Sau đó các bạn di chuyển này. Và các bạn sử dụng phím Y để các bạn nhanh. Thế như vậy là các bạn đã copy được dữ liệu. Đấy, các bạn có thể bôi lại. Escape đi. Cái này mình không rõ là con trỏ nó sẽ bắt đầu chỗ nào, nhưng đấy, nhưng có vẻ là cái con trỏ nó sẽ bắt đầu ở giữa màn hình thì phải, không, nó bắt đầu ở trên top chẳng hạn. Đó, các bạn ấn V thì các bạn nhìn thấy không, nó có một cái con nhỏ trỏ nhảy nhỏ nhỏ như này, tức là khi mình enter vào trong cái gọi là caret mode này các bạn này,
thì nó sẽ cho mình cái con trỏ. Các bạn nhìn thấy không, mình scroll lên một chút nhé, đấy nó sẽ cho mình cái con trỏ này. Sau đó mình ấn ship về thì nó sẽ bôi cả dòng đó, sau mình ấn nhanh rất tiện lợi đó. Sau khi nó chuyển về Caret Mode, mình ấn back này, V này, ấn V thì nó sẽ chuyển sang Visual Mode nha mọi người. Thì khi Visual Mode xong, các bạn gõ WW thì nó sẽ nhảy từng word một, và mình nhu cầu mình chỉ là copy từ từ comment đến dấu chấm, ấn nhanh đó. Như vậy là mình quẹt được cái dữ liệu này ra, đây cũng là một cái rất là hay. Mình ấn V và mình đợi một lúc thì nó sẽ thành Caret Mode. Caret Mode là cái nó chỉ có cái dấu trỏ này. Bây giờ mình sẽ select hai, mình sẽ chuyển thành Visual Mode, mình ấn V lần nữa thì các bạn nhìn thấy nó chuyển thành Visual Mode. Mình sẽ chọn hai từ này, mình ấn nhanh đó, mở ra một tab mới, paste vào, enter, kiểu kiểu vậy, cứ ghi lại ấy luôn. Có lẽ là video này cũng hơi dài, mọi người có thể vào đây và xem các cái cheat sheet, nó có những cái rất là hay. Ví dụ như mọi người có thể mark được nữa, mọi người có thể tạo mark vào phím A chẳng hạn, rất nhiều thứ cực kỳ hay luôn. Nên là khuyên mọi người lên sử dụng những cái tool Vimline này. Thì có thể là mình sẽ quay lại trong các video sau và mình sẽ tìm cho mọi người các cái phần mềm nó hay hơn, và đồng thời mình cũng chia sẻ cho mọi người các cái phần mềm mình đang dùng. Ví dụ như cái mình đang dùng này, nó cũng là một trong những cái mà nó sử dụng keyboard bay. Mà tức là tất cả các bạn khi làm việc, các bạn sẽ stick ở trong cái việc đó là sử dụng keyboard, chứ các bạn không sử dụng chuột nhiều. Chúng ta bỏ thói quen dùng chuột đi thì chúng ta sẽ tăng được cái độ hiệu quả làm việc chúng ta rất là nhiều. Và có lẽ là mình sẽ dừng lại video ở đây vì trời cũng đang mưa rồi, nó sẽ khá là ồn. Xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau.